những vụ án chấn động. Hung thủ ẩn mặt. Động cơ tiềm ẩn. Đấu tranh tâm lý. Phác thảo chân dung tội án. Tất cả có trong giải mã trọng án. Dạ. Cậu Trọng ngoài kia. Đây là Trần Văn Tiến, thanh niên hiền lành sống cùng bà ngoại và mẹ. Nơi ở của họ là một vùng quê yên bình. Đó. Ông chỗ nào vậy chú? Đó. Đâu? Mày bị lừa rồi, mày tưởng đâu tao nói thiệt hả? Tao nói giỡn thôi. Vậy là mày ăn cú lừa của tao rồi. Tào lao. Trong ngôi nhà mà Tiến đang sống còn có một người cậu ruột tên là Trọng. Dù vậy đã 4 năm nay không thấy Trọng về nhà. Trọng đã hơn 40 tuổi, không vợ con, tính cách lại lông bông, nay đây mày đó. Con người này không chí thú làm ăn, thường xung đột với người dân trong xóm. Vì vậy ít người có thiện cảm với Trọng. Mày mới lấy gì của tao đúng không? Mày mới lấy tiền của tao đúng không? Lấy cái gì mà lấy bà già? Mày đưa tao xét đi. Đâu rồi? Lấy gì lấy, bà già xin đó rồi. Ngoại. Ngoại. Con làm gì ngoại vậy? Tao làm gì kệ cha tao. Liên quan gì tới thằng không có cha như mày? Đi chỗ khác chơi mày. Cái thằng khốn nạn này. Má đó. Suốt ngày chửi khốn nạn. Má cứ chờ đi. Mày mốt mà tôi dạo hả? Ở đó má coi má có chửi thằng này, khốn nạn nọ nữa không? Sau lần cãi giả 4 năm về trước, Trọng đã biến mất không một dấu vết. Điều này khiến cho nhiều người dân sống xung quanh tỏ ra ngờ vực. Trọng giờ ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết, trở thành một đề tài nói mãi không hết của người dân trong xóm. Tôi nghĩ thằng Trọng nó chết mất xác ở đâu rồi đó. Chết mất xác? Anh nói gì còn nhẹ. Theo em nghĩ người ta đánh nó què lên què xuống chứ đó mà chết mất xác. Mấy người ăn no rồi đi nói xấu thằng Trọng đi. Coi chừng nó về nó ám mấy người đó. Vậy anh có chắc chắn về khoảng thời gian đó Trọng mất tích hay không? Rồi khi những đồn đoán về Trọng đi ngày càng xa, một người dân đã quyết định tìm tới cơ quan công an để trình báo. Một tổ điều tra được thành lập với hy vọng sớm tìm ra tung tích của Trần Văn Trọng. Từ ngày nhận được thông báo là Trọng đi làm ăn xa, cách đây khoảng 4 năm, Trọng không hề liên lạc gì với gia đình và bạn bè của mình. Dạ đúng. Điều này đặt ra rất nhiều nghi vấn cần được làm rõ. Trước thông tin có được, tổ điều tra đặt ra 3 giả thuyết về sự biến mất của Trọng. Giả thuyết thứ nhất, Trọng đã đi làm ăn xa thật sự, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà mất tích tại nơi đất khách. Nếu mà theo giả thuyết này thì câu hỏi đặt ra là trong khoảng thời gian đó, Trọng đã làm gì và ở đâu? Vậy thì đến giả thuyết 2, thông tin Trọng đi làm ăn xa chỉ là một thông tin giả do một ai đó dựng lên nhằm che giấu tung tích thực sự của người này. Tổ điều tra cho rằng nếu theo giả thuyết thứ hai, vấn đề cần xác định ai là người tung tin và vì sao lại phải tung tin đồn như vậy. Mất dạy. Phải chăng Trọng đang trốn nợ? Vì theo thông tin của người dân cung cấp trước đó, con người này ngoài nhậu nhẹt còn là một tay cờ bạc có tiếng tại địa phương. Vậy thì vẫn có một giả thuyết cuối cùng, giả thuyết thứ 3. Rất có khả năng là Trọng đã bị sát hại và giấu xác. Sau đó, hung thủ tung tin đồn là người này đi làm ăn xa. Nếu tiến hành phá án theo giả thuyết thứ 3,
thì việc tìm thấy thi thể của nạn nhân là điều kiện tiên quyết. Nó sẽ giúp quá trình điều tra diễn ra thuận lợi hơn. Sau khi cân nhắc, tổ điều tra quyết định tiến hành điều tra theo giả thuyết thứ ba, và địa điểm đầu tiên cần tới là nhà của Trọng. Cậu chỉ nói là cậu đi làm ăn xa, còn cậu đi đâu, làm gì, không ai biết hết. Theo thông tin mà tôi được biết thì vào ngày 19 tháng 7 âm lịch, chị thường mang nhang đèn trái cây ra giường. Chị làm gì đó? Tôi cúng cô hồn. Chị có thể dẫn tôi ra đó được chứ? Em biết chỗ. Dạ, là chỗ này. Cậu chắc là chỗ này chứ? Dạ, tôi chắc. Tập hợp đồ điều tra hiện trường, tới đây gấp. Dù đã cố tình che giấu, tuy nhiên chút mánh khóe vụng về của cả Tiến hay chị Tâm đều không thể qua được ánh mắt của điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Qua từng nhát thuốc bổ xuống, từng lớp đất được xới lên, những đoạn xương trắng dần lộ diện. Sau khi khai quật gốc giường, đội khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy bộ hài cốt vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả có được cho đến lúc này đều không nằm ngoài dự đoán của tổ điều tra. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó mới khiến cho cả đội phải bất ngờ.